Vâng, thưa các bạn, mọi thứ, mọi điều trong cuộc sống này luôn hiện hữu mặt tốt và mặt hạn chế, mặt chưa tốt của nó. Chúng ta vẫn thường cho rằng thức khuya thật sự không tốt cho sức khỏe, điều này hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, các bạn có biết rằng việc thức khuya đôi khi đem lại những lợi ích và những điều thú vị tuyệt vời riêng của nó. Có những người đi ngủ trước 10 giờ tối và thức dậy trước khi mặt trời mọc, trong khi những người khác lại ngủ cả ngày và một ngày của họ bắt đầu trước 10 giờ tối. Tại sao có những người vui vẻ suốt cả ngày còn những người khác lại thích hoạt động ban đêm hay sinh hoạt về đêm như loài rơi? Vâng, ngày hôm nay, tôi xin cùng được các bạn chỉ ra những ưu điểm, những mặt tích cực của những người hay có thói quen thức khuya dậy muộn. Vâng, thưa các bạn, yếu tố đầu tiên phải kể đến ở đây đó là những người thức khuya được cho là những người có khả năng tập trung sâu hơn vào một vấn đề gì đó, một công việc nào đó mà họ đang suy nghĩ. Họ có thể giải quyết công việc của bản thân một cách chỉn chu hơn, tỉ mỉ và hoàn thiện hơn, thậm chí có thể đạt đến ngưỡng tuyệt đối, thường sẽ tốt hơn so với những người có thói quen đi ngủ và thức dậy sớm. Điều này nghe thật thiếu căn cứ, nhưng theo một cuộc khảo sát gần đây, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thức khuya thường xuyên bên cạnh những mặt không tốt về sức khỏe, não bộ của họ có xu hướng sản sinh ra một chất giống như caffeine, giúp những người có thói quen ngủ muộn có được cái thực hứng thú, tỉnh táo như khi họ uống cà phê vậy. Điều này vô tình đã kích thích khả năng làm việc một cách chuyên sâu, tập trung hơn vào công việc để hoàn thành công việc của họ một cách hoàn hảo hơn ai hết. Còn bạn, nếu bạn làm việc tốt nhất vào khoảng 2 giờ sáng, bạn có thể ngủ 5-6 tiếng một đêm và vẫn có năng lượng để đạp xe một buổi chiều, thậm chí bạn không thể nhấc nổi cây bút chỉ vào buổi sáng. Vâng, điều này thật là thú vị, thưa các bạn. Yếu tố thứ hai, điều tuyệt vời thứ hai mà những người thường xuyên thức khuya có được đó là bầu không khí tĩnh lặng và tiết trời mát mẻ khi về khuya, cảm giác sống có ý nghĩa hơn. Đây có lẽ là yếu tố mà những người có thói quen đi ngủ muộn và ngủ dậy muộn thường đem ra để an ủi bản thân, thanh minh với người khác, thậm chí là tự khoe với người khác nếu ai đó có chê trách cho hành động thức khuya không mấy tốt lành. Vâng, được nhìn thấy mặt trời tròn trịa, tỏa ánh sáng, có phần ấm áp một cách chói lòa, một bầu không khí mà hơi sương ban mai hầu như không còn hiện hữu, đôi khi vẫn có thể tận hưởng không khí mát mẻ, tiết trời ấm áp thay vì quá lạnh của buổi sớm mai. Để có được động lực bắt đầu ngày mới với những bài tập thể dục quen thuộc ngay trên giường, đó chính là những điều mà những người thức khuya dậy muộn thường có được. Thậm chí đôi khi bạn thức quá khuya, 4 đến 5 giờ sáng, không cần quan tâm đến các vấn đề gì khác thì bạn đang dẫn đầu trước mọi người. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tận hưởng được chút không gian yên lặng, lắng đọng của buổi sáng trước khi mọi người, mọi thứ bắt đầu thức tỉnh. Điều đó cho thấy lợi ích của việc làm cú đêm có một ý nghĩa nào đó rất lớn và rất thú vị đối với bạn. Vâng, cú đêm trái ngược với chim sáo. Cú đêm thường hoạt động vào buổi tối và đi ngủ khi mặt trời bắt đầu mọc. Thuật ngữ này bắt nguồn từ các thói quen ăn đêm của các loài cú. Những con cú đêm đã ám chỉ những người của ban đêm rất tỉnh táo sau nửa đêm và hầu hết họ có thể thức đến trước hoặc sau khi bình minh. Cú đêm năng động và đầy năng lượng trước khi đi ngủ vào ban đêm. Phần lớn cú đêm thích thức khuya và ưa làm việc ca đêm. Nhiều cú đêm hay gặp khó khăn về vấn đề thích nghi với các hoạt động ban ngày hoặc thời gian làm việc ban ngày. Còn đối với chim sáo, những người đi ngủ sớm, cứ 1 trong 10 người được xác định là người ngủ sáng, tức là chim sáo, họ thường thức dậy vào lúc bình minh và háo hức ra ngoài làm việc gì đó hoặc tập thể dục. Những người này thường gọi là chim sáo, và khoảng 2 trên 10 người là cú đêm. Những người còn lại, khoảng 7 trên 10 người được gọi là chim ruồi. Đó là những người nằm ở khoảng giữa sự đối lập này. Một vài con chim ruồi khá giống con chim sáo, trong khi một số khác lại giống cú đêm. Các nghiên cứu về động vật cho thấy chim sáo hay cú đêm có thể bắt nguồn từ gen. Điều này cũng có thể giải thích vì sao những người dậy sớm hay thức đêm đều thấy khó khăn khi thay đổi hành vi. Và yếu tố thứ ba, những người hay thức khuya thì được cho là thông minh hơn và sáng tạo hơn. Theo chuyên gia giấc ngủ Jim Horn, những người của ban đêm thường sáng tạo hơn và suy nghĩ không theo khuôn mẫu. Ông cũng nói thêm rằng các nhà phát minh, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ và những kiểu người sáng tạo có tính hướng ngoại đều là những cú đêm. Trong khi những người của buổi sáng thường được thấy là cán bộ, công chức, kế toán viên và quản lý. Một nghiên cứu khác nữa cũng đã ủng hộ giả thuyết này. Nghiên cứu chỉ ra rằng cú đêm thông minh hơn khi so sánh với chim sáo. Đó là những người tình nguyện tham gia khi có IQ thấp hơn 75 thì thường đi ngủ sớm, trong khi những người tham gia có IQ cao hơn 125 đi ngủ trễ. Tuy nhiên, trong khi loài cú được cho là không nhiều trí thông minh so với các loài khác, thì các nhà khoa học lại chứng minh việc thức khuya và ngủ muộn thường có một chút thông minh hơn so với những người thường ngủ sớm và dậy sớm.
lý giải cho việc này đều dựa trên một lý thuyết khoa học tiên phong liên quan đến sự tiến hóa, đặc biệt là tiến hóa mới hướng đến việc không tính đến chu kỳ giấc ngủ truyền thống, có thể kết luận rằng có một sự thích nghi cao cấp hơn ở loài người. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa thức khuya sẽ là có được nhiều thứ, trong khi việc này được cho là mang lại thông minh, thì việc thức dậy sớm đã mang đến nhiều cơ hội thành công hơn, vì vậy có lẽ tốt nhất là kết hợp giữa cả hai loại này. Có những lúc để có thể hoàn thành công việc kịp giờ, nhiều người buộc phải thức khuya, đó là điều hết sức bình thường nếu bạn thật sự đam mê với công việc bạn đang làm. Tuy nhiên, nếu không có thói quen thức khuya dậy sớm, thói quen của một cú đêm, bạn cũng không nên gượng ép mình phải làm điều đó, nó sẽ chỉ gây nguy hại cho sức khỏe của bạn mà thôi. Thức khuya dựa trên một cơ sở phù hợp thì dường như là điều khác thường. Nó là một cách thay đổi cách làm việc của não bạn. Điều này cho thấy việc thức khuya sẽ khiến tâm trí của bạn suy nghĩ tìm cách giải pháp và ý tưởng vượt qua các tư tưởng truyền thống. Cũng theo Jim Horn, chuyên gia về giấc ngủ, ông đã nói những người thức khuya rất có khả năng trở thành nhà thơ, nhà sáng chế và nghệ sĩ. Những nghề này đòi hỏi rất nhiều sự sáng tạo trong suy nghĩ. Bản thân tôi cũng là một cú đêm. Tôi cũng có một chút bằng chứng nào đó cho thấy việc thức khuya mang lại những điều thú vị bên cạnh những mệt mỏi vẫn thường gặp phải. Trong khi tôi cố gắng để làm việc vào ban ngày thì tôi lại càng cảm giác có nhiều ý tưởng hơn vào ban đêm. Nó gần giống như một phần tư duy được mở ra trong một khoảng thời gian mà ban ngày không có được. Và yếu tố cuối cùng, yếu tố thứ tư, cú đêm có quyền hy vọng vào bản thân, đó là những cú đêm rất có khả năng trở thành người giàu có sau này. Điều này hoàn toàn có cơ sở. Thường thì những ý tưởng hay, những dự định đẹp đẽ xuất hiện vào đêm khuya. Đó là lúc các cú đêm vẽ ra những viễn cảnh, những hoài bão tư duy hay ý tưởng hay ho có thể hái ra tiền trong tương lai mà các cú đêm có thể có được. Có rất nhiều những tấm gương thành công nhờ vào việc học tập chuyên cần hay đam mê một thứ gì đó, và thành công của họ cũng do bởi việc thức khuya dậy sớm mà ra. Chúng ta có thể thấy, trong khi việc thức dậy sớm vẫn là xu hướng phù hợp cho một ngày làm việc, thì việc thức đêm lại cho khả năng tăng thể chất theo giờ. Điều này cho phép họ đủ sức để thức đến sáng, thậm chí là họ có thể mệt nhoài mà người ta vẫn gọi nói là quên ăn quên ngủ để đạt được mục đích. Và bạn cũng đừng lo lắng quá, vì việc tăng thể chất này cũng không có gì nhiều. Nó không làm cho những người thức đêm trở thành siêu nhân hoặc cái gì tương tự thế. Nó chỉ giúp tăng thể chất so với việc thức dậy sớm, nhưng cũng đi kèm theo là các ưu nhược điểm. Một nhược điểm tiêu biểu là nó làm cho bạn khó khăn trong việc tập thể dục vào buổi sáng. Tôi đã rút ra được điều này từ chính bản thân mình, vốn là một cú đêm. Nhưng xét theo một khía cạnh nào đó thì tôi có thể chạy liên tục, không nghỉ nếu tôi bắt đầu làm việc đó từ 3 giờ chiều trở đi. Vâng, thưa các bạn, luôn tồn tại hai mặt của mọi vấn đề, như hai mặt của một đồng xu vậy. Đó cũng có thể là hai cực đối nhau của một thỏi nam châm, hòa bình và chiến tranh. Phía Bắc và phía Nam, tích cực và tiêu cực, sắc bén hay cùn. Hai mặt cũng có thể khác nhau ở đức tin, ví dụ như một người theo tín ngưỡng tôn giáo với một người theo khoa học, ánh sáng và bóng tối, một người của buổi sáng hay một người của ban đêm. Vì vậy, nếu bạn thích làm việc vào ngày hôm sau, sau 0 giờ đêm, khả năng bạn sẽ thành cú đêm là rất lớn. Bên cạnh những mặt tiêu cực mà chúng ta thường thấy đó là những nguy hại cho cơ thể, cho trí não, thì việc thức đêm cũng có những khía cạnh tuyệt vời mà nhiều người có thể là sẽ không nhận ra, nhất là đối với những người thường ngủ sớm và dậy sớm. Chỉ biết rằng nếu là cú đêm, nó sẽ làm bạn khó khăn để làm việc gì đó cần đến sức lao động khi thức dậy, như việc tập thể dục là một ví dụ.